Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện phát đồ điều trị Covid-19 cho trẻ em. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Đa cấp biến tướng, hoàn mang với ứng dụng điện tử chữa Covid-19. CDC Mỹ vẫn cần tiêm 3 mũi dù hiệu quả giảm sau 4 tháng. Số ca dương tính tăng cao, Hàn Quốc giới hạn việc mua bộ xét nghiệm Covid-19. Xin kính chào quý vị, đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh học sinh cả nước quay trở lại học trực tiếp sau gần 1 năm học online, việc xuất hiện những ca F0 trong trường học là điều có thể xảy ra. Do đó, việc chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó với tình huống này, đi kèm với phát đồ điều trị COVID-19 cho trẻ em, đang được Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện. Tại cuộc họp đầu tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao cho Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại, không để bị động, lúng túng, bất ngờ. Đồng thời, Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phát đồ điều trị COVID-19 đối với người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi. Tại cuộc họp, giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc COVID-19 theo hai tầng là tự theo dõi, chăm sóc tại nhà và khi phải nhập viện điều trị. Về quá trình điều trị COVID-19 cho trẻ em, từ tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã có quyết định 5155 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Theo hướng dẫn này, phần lớn trẻ em mắc COVID-19 đều không triệu chứng hoặc nhẹ, 55%, trung bình 40%, nặng 4% và nguy kịch 0,5%. Trẻ nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng. Để chuẩn bị tình huống số ca mắc Covid-19 ở trẻ em tăng khi trở lại học trực tiếp, các bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 trẻ em đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án. Tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, Phó phòng kế hoạch tổng hợp cho biết bệnh viện đã thành lập khoa Covid-19 và khoa hồi sức tích cực nhiễm Covid-19. Bác sĩ Đạt cho hay, với cơ sở vật chất sẵn có và sự thành lập hai khoa trên, Bệnh viện hoàn toàn có đầy đủ khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh COVID-19 cho trẻ em khi ca bệnh COVID-19 tăng ở thời điểm trẻ đi học lại. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, phó khoa hồi sức tích cực, chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1, kiêm trưởng khoa COVID-19, nhận định nếu đi học lại, số ca bệnh có thể lây theo từng nhóm, nhưng số trẻ nặng không nhiều vì thành phố Hồ Chí Minh đang là vùng xanh, tỷ lệ chích ngừa cao, hầu hết trẻ trong độ tuổi chích ngừa từ 12 tuổi trở lên không nhập viện, trẻ đi học hầu hết là bình thường và không có bệnh nền nặng. Theo bác sĩ Nguyên, khi trẻ đến độ tuổi được cho phép chích ngừa, các phụ huynh nên cho trẻ chích ngừa, đặc biệt là trẻ có bệnh nền và béo phì càng khuyến khích chích ngừa. Để hạn chế số ca nhiễm, các trẻ cần được tập huấn tuân thủ 5K và được sàng lọc các triệu chứng để phát hiện bệnh. Trường học cần chuẩn bị môi trường vệ sinh sạch sẽ, không khí. Bác sĩ Nguyên nói, các trẻ phải được hướng dẫn thực hành mang khẩu trang, rửa tay đúng cách, giữ khoảng cách với nhau khoảng 1 mét, như vậy là khả năng lây bệnh sẽ không đột biến. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Hà Tĩnh, làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cao cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm giữ được sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đã báo cáo sơ bộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Tĩnh đã phát hiện 3.444 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện đang điều trị tại cơ sở y tế 196 người cách ly, điều trị tại nhà là 1.840 người. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, báo cáo của Hà Tĩnh cho biết, Đối với công dân từ 18 tuổi trở lên, hiện đã có 99% người được tiêm mũi 1, 97% người đã được tiêm mũi 2, 39% đã được tiêm mũi 3. Đối với công dân từ 12 đến dưới 18 tuổi, có 98% người đã tiêm mũi 1 và 96% người tiêm mũi 2. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh hiện đang ở mức độ nguy cơ cấp 2, nguy cơ trung bình, phạm vi cấp huyện 10 trên 13 cấp độ 1, 3 trên 13 cấp độ 2, huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, cấp xã phường thị trấn 162 trên 216 cấp độ 1, có 46 trên 216 cấp độ 2, có 6 trên 216 cấp độ 3 hiện toàn tỉnh có 2 trên 216 xã ở cấp độ 4. Dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế cho hay dịch có thể diễn biến phức tạp do lưu lượng người đến về địa bàn tỉnh dịp Tết nguyên đáng, tăng đột xuất, xuất hiện một số ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, nhiều lĩnh vực phức tạp như các cơ sở kinh doanh trường học, đặc biệt cần cảnh giác với các yếu tố nguy cơ như tình trạng tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội, rằm tháng giêng, liên hoan, mừng thọ, hoạt động tôn giáo một bộ phận người dân lơ là chủ quan không thực hiện 5K, tình hình dịch ở nhiều tỉnh có diễn biến phức tạp, vẫn còn xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các bước để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, khi có chỉ đạo của Bộ Y tế. Hiện ngành giáo dục đã hoàn thành tham dò ý kiến phụ huynh tại các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non về việc tiêm vaccine cho học sinh. Qua thăm dò cho thấy, hơn 75% phụ huynh có nguyện vọng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua, nhất là việc đón công dân trở về từ các tỉnh thành phía Nam, thực hiện tốt công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, thực hiện sớm việc cách ly điều trị F0 tại nhà và cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao cho nhiệm vụ phòng chống dịch và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ sự ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường nêu cao ý thức phòng dịch của người dân để thực hiện hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người đến thời hạn tiêm chủng, tiêm mũi 3 cho các đối tượng theo quy định, tiến tới bao phủ trong cộng đồng. Cho nhu cầu chữa trị COVID-19, vì ngày càng có nhiều f không thể nhẹ và tự điều trị tại nhà, rất nhiều người đã lợi dụng việc này để trục lợi. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai sự thật về việc chữa COVID-19 qua ứng dụng điện tử Limbic Art và Infobox. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết đã ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng Internet về việc một số tổ chức cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên là Limbic Art hay là Infobox ứng dụng này được các đối tượng giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới với nhiều tác dụng chữa bệnh bao gồm cả công dụng đối với các cá nhân mắc bệnh COVID-19. Các đối tượng trên giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, tính đến, đến nay, cục chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tổ chức nào có tên là Limpiarc hay là InfoBoost nêu trên theo quy định của Nghị định 40-2018 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do vậy, các tổ chức cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217A Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 do đó người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm ứng dụng theo truyền miệng để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe mất cơ hội điều trị đúng đắn đặc biệt người dân không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất và pháp lý Vài ngày trở lại đây, thông tin tác dụng của phòng chống dịch COVID-19 của mũi tiêm thứ ba sẽ bị giảm đi đáng kể sau 4 tháng, khiến nhiều người lo ngại và đặt câu hỏi có nên tiêm vaccine mũi 3 hay không. Tuy nhiên, CDC Mỹ khẳng định tiêm vaccine mũi 3 vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước biến thể Omicron. Đài NBC Mỹ dẫn lời bà Kristen Notland, người phát ngôn của CDC Mỹ, mũi tăng cường của vaccine COVID-19 an toàn và tiếp tục có hiệu quả cao trong việc chống lại bệnh tật nghiêm trọng trong thời gian. Theo nghiên cứu trên, các mũi tim tăng cường vẫn có hiệu quả đến 91% đối với COVID-19 trong việc hạn chế bệnh vừa và nặng trong khoảng 2 tháng sau, sau 4 tháng, mức bảo vệ giảm xuống còn 78%. Theo The Washington Post, nghiên cứu trước đó của CDC Mỹ cho thấy khả năng bảo vệ trước COVID-19 bị giảm đáng kể khi xuất hiện biến thể Omicron, nhưng mũi tiêm thứ ba sẽ giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch mạnh mẽ trước biến thể mới này. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của mũi thứ ba đó kéo dài bao lâu là một câu hỏi quan trọng mà các quan chức y tế công cộng phải đối mặt và nghiên cứu mới này đã đưa ra được dữ liệu đầu tiên ở Mỹ. Trong cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng vào hôm 9 tháng 2, ông Anthony Fauci, cố vấn kinh tế về ứng phó đại dịch của Tổng thống Biden cho biết có thể cần tiêm tăng cường thêm một lần nữa, tức là liều thứ tư, việc này có thể tiến hành dựa trên tuổi tác cũng như các điều kiện cơ bản. Nhiều chuyên gia cũng đồng ý rằng có khả năng cần phải tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ tư, nhưng hiện có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm và loại nào. Tiếp tục bản tin là những tin tức tại các điểm nóng về đại dịch trên toàn thế giới. Số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ở Hàn Quốc tiếp tục trên mức 50.000 ca khiến nhu cầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 tại nước này tăng cao đến mức Hàn Quốc phải giới hạn việc mua bộ xét nghiệm nhanh. Trong lúc chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung, mỗi người dân Hàn Quốc chỉ được mua tối đa 5 bộ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm. Bên cạnh đó, người dân mua phải trực tiếp tại các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã ra thông báo trên và quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 2 đến hết ngày 5 tháng 3. Theo quy định mới, việc bán bộ thử nhanh trên không gian mạng bị cấm. Tuy nhiên, các bộ dụng cụ đã được đưa vào kho bán trực tuyến để có thể được bán theo hình thức này đến hết ngày 16 tháng 2. Bộ trên cho biết, việc hạn chế số lượng bộ xét nghiệm nhanh cho một lần mua không phải do thiếu hụt nguồn cung, mà là biện pháp cần thiết cho tình huống cần ổn định việc phân phối các nhà khoa học cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ tăng mạnh trong thời gian tới đây. Thậm chí đến đầu tháng 3 có thể lên đến 360.000 ca một ngày. Giới chức Hàn Quốc kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện. Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Philippines, cuộc tổng tuyển cử sắp tới cho thấy có thể sẽ là một sự kiện siêu lây lan với một mùa chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 3 tháng đang được tiến hành. Cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống tiếp theo của Philippines bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 khi những ứng cử viên tổ chức các cuộc meeting và diễu hành trong các khu vực vận động. Ủy ban bầu cử của nước này đã ban hành các quy tắc về hoạt động vận động cho các cuộc thăm dò sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, với đám đông khổng lồ tụ tập trong các cuộc biểu tình và tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 chỉ hơn 50%, các trường hợp mắc bệnh COVID-19 có thể tăng một lần nữa trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Đây là cảnh báo cho một quốc gia vừa mới phục hồi sau đợt gia tăng các ca nhiễm vào tháng trước. Các cuộc tụ tập trong các kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới kết hợp với sự gia nhập của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đã dẫn đến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm trùng, với số ca mắc mới hàng ngày lên tới 39.378, được ghi nhận vào ngày 10 tháng 1. Còn số kể từ đó đã giảm, theo Bộ Y tế Philippines. Vào hôm thứ năm, Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài gần 2 năm đối với du khách nước ngoài. Theo Associated Press, những du khách đã được tiêm chủng từ 157 quốc gia đã được sắp xếp miễn thị thực, sẽ được chào đón trở lại và không còn phải kiểm dịch nữa. Họ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính khi đến nơi. Nước Pháp, một trong những quốc gia ghi nhận tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 rất cao trên thế giới, đang phải đối mặt với nạn làm giả, buôn bán và sử dụng chứng nhận y tế giả vấn nạn được báo chí Pháp gọi là đại dịch trong lòng đại dịch. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Damanin trong một tuyên bố cho biết Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, đã có gần 200.000 chứng nhận y tế giả đã bị nhà chức trách phát hiện. Truyền thông Pháp cho biết, nạn buôn bán chứng nhận y tế giả đã tăng với quy mô chưa từng có tại nước này, nhất là giữa tháng 7 năm 2021, sau khi tổng thống Emmanuel Macron khẳng định người dân phải trình chứng nhận y tế, chứng nhận họ hoặc đã tiêm phòng, hoặc đã nhiễm COVID-19 và đã lành bệnh, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi đến các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở văn hóa thể thao. Song, theo nhiều chuyên gia, con số gần 200.000 được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chứng nhận y tế giả bao gồm chứng nhận xét nghiệm với kết quả âm tính với COVID-19, được làm giả và chứng nhận giả mạo về việc tiêm chủng ngừa COVID-19 khó phát hiện hơn cả trong số này là loại chứng nhận do chính các bác sĩ y tá, nhân viên y tế làm giả cho người quen hoặc tiếp tay cho các mạng lưới buôn bán chứng nhận bất hợp pháp để bán kiếm lời. Những chứng nhận này được nhập vào hệ thống đầy đủ và chính thức, chỉ có điều người có tên trên chứng nhận không hề được tiêm vaccine. Chúng thường được rao bán trên các mạng xã hội với giá thường dao động khoảng từ vài chục đến vài trăm euro. Mới đây, một bác sĩ ở thành phố Lopon của tỉnh van Vandermeulen ngoài ô Paris, đã bị phát hiện làm giá 220 chứng nhận y tế và bán với giá lên tới hàng nghìn euro trên một giấy chứng nhận. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số bác sĩ y tá vô tình trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo, bị tinh tặc đánh cắp thông tin bảo mật rồi mạo danh đột nhập vào hệ thống y tế để làm chứng nhận giả. Vấn nạn do chứng nhận y tế giả đã được chứng minh gây ra những hậu quả khôn lường. Điển hình là trường hợp được báo chí Pháp đọc tên là Bi kịch Aicha vào hồi tháng 12 năm 2021. Bà Aicha, 57 tuổi đã qua đời tại bệnh viện Raymond Poincaré ở thành phố Gache, tỉnh Hauts de Seine. Trước đó, bà này nhập viện vì COVID-19 trở nặng. Tại bệnh viện bà này khai đã tiêm chủng, tuy nhiên cuối cùng chồng bà ông Patrick thú nhận chứng nhận y tế của bà Aicha là giả, được mua trên Internet với giá 200 euro. Sau cái chết của vợ, ông Patrick đã khởi kiện vì bác sĩ có tên chứng nhận của bà Aicha. Kết quả điều tra của giới chức Pháp sau đó đã cho thấy, vị bác sĩ làm giả giấy chứng nhận cho bà Aicha từng làm việc tại trung tâm tiêm chủng lớn nhất thành phố Nice, miền nam nước Pháp, nơi mỗi ngày cấp tới 5.000 đến 6.000 giấy chứng nhận tiêm chủng. Song vị bác sĩ này khẳng định đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp trong một tuyên bố khẳng định có tới 5% số bệnh nhân nhập viện dùng chứng nhận y tế giả và kêu gọi những người dùng chứng nhận giả nên khai báo thành thật với cơ quan y tế để được điều trị phù hợp, tránh tái diễn bi kịch AICHA. Thưa quý vị, số ca mắc mới tăng cao tại nhiều địa phương sau dịp Tết Nguyên đán là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Và chỉ cần chúng ta lơ là một chút thôi là hậu quả sẽ không thể lường trước. Việc tuân thủ 5K và hạn chế đi đến nơi đông người vẫn là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng dịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin COVID-19 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.